Xin chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Hóa Âu lại làm tiếp video này giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng hai loại ăn cung như hàng Mưu Hoàng Hoàn, có thể nói là rất tốt hiện nay trên thị trường và được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Thì hai loại này thì là một thôi nhưng được thiết kế bởi hai cái quy cách bao bì khác nhau, một loại là hộp gỗ còn một loại là hộp giấy. Thì nó là An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, Korean Wu Quang, Chiêu Sim Quân. Hàng này thì của công ty rất nổi tiếng là công ty trách nhiệm hạn này Bio Apigon. Thì hôm nay hàng nhập khẩu Âu sẽ giới thiệu quý đại lý chi tiết về hàng hóa này cũng như là cái công năng hướng dẫn sử dụng. Thì đây là một trong khoảng gần 30 loại ăn cung như hoàng hoàn mà hàng nhập khẩu Âu đã phân phối trên thị trường Việt Nam trong nhiều năm gần đây. Hàng này thì có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, công bố, VAT. Thì trước khi mà nghiên cứu về cái sản phẩm này, chúng ta mới tìm hiểu qua một chút là cái công dụng của nó đã. Thế thì cái ăn cung như hoàng hoàn này ấy, thì người Việt Nam mình còn có nhiều cái cách gọi khác nhau, ví dụ như là Ngưu Hoàng Thanh Tâm này, Ngưu Hoàng Thanh Tâm Nguyên này, hoặc là Vũ Hoàng Tịnh Tâm này. Đấy. Thì ăn cung Ngưu Hoàng Hoàn này quy cách nó có khá nhiều loại, ví dụ như là loại mà thuốc chẳng hạn của Trung Quốc là cái hộp màu đỏ mà của Đồng Nhân Đường ấy, thì cái loại đấy là dùng để chữa bệnh. Thế còn những cái sản phẩm này là thực phẩm chức năng, có tác dụng là phòng chống thôi, nhưng còn lại là không có tác dụng để chữa bệnh. Khi nhắc đến ăn cung ấy, thì người ta thường nhắc đến cái công dụng liên quan đến cái phòng ngừa và hỗ trợ điều trị những cái tai biến mạch máu não. Hàng trăm năm nay rồi thì người ta dùng cái sản phẩm ăn cung này để trị những cái hỗ trợ điều trị những cái chứng rất là nặng cho cơ thể, ví dụ như là liệt toàn thân này, liệt tay chân này, khó nuốt này, các khiếm khuyết về ngôn ngữ, hôn mê tâm thần, tê liệt ở mặt, vân vân. Thì những cái đấy, những nhiều năm trước mà không có những sản phẩm này chẳng hạn là các cụ là rất là hay bị tai biến như vậy. Thế thì ngoài ra thì còn có những cái tác dụng khác nữa trong việc hỗ trợ những cái chức năng điều trị, ví dụ như các chứng như cao huyết áp chẳng hạn này, tim đập nhanh này, khó thở, tinh thần bất an, hoặc là ví dụ như là đau cái đau co giật cấp hoặc là mãn tính, bất tỉnh nhân sự, rối loạn thần kinh thực vật, thì người ta cũng có thể sử dụng những cái sản phẩm ăn cung như hoàng hoàn này để hỗ trợ điều trị rất là tốt. Thế nhưng mà nhắc đến cái công dụng chính nhất thì người ta vẫn nói rằng là nó giúp cái ngăn chặn cái tình trạng mà tắc mạch máu não, hỗ trợ điều trị cho những người mà bị rối loạn tiền đình, đau đầu ở phụ nữ tiền mãn kinh hoặc là thiếu máu não. Thế thì khi nhắc đến cái tai biến ấy, thì mình phải tìm hiểu kỹ một chút, nhưng không có cái sản phẩm này mà dùng lung tung thì cũng không được, mặc dù nó là thực phẩm chức năng. Thì cái tai biến mạch máu não thì người ta còn còn có tên gọi khác, ví dụ như là đột quỵ não này. Đấy. Thì nó là một cái hiện tượng mà một cái bệnh tình trạng bệnh lý mà khi cái việc cung cấp máu lên một phần của bộ não nó đột ngột bị ngừng trệ. Đấy. Thế thì tai biến mạch máu não là người ta chia làm hai loại, trong y học thì người ta chia làm hai loại là nhồi máu não. Nhồi máu ở đây có nghĩa là do nghẽn nó tắc mạch đấy. Và loại thứ hai là chảy máu não. Chảy máu não cái này có nghĩa là vỡ mạch. Đấy. Thế thì ở cái trường hợp thứ nhất thì là nghĩa là cái người mà có nguy cơ hoặc là tiền sử tách mạch máu não ấy, thì mới sử dụng được cái này. Thế còn những cái trường hợp mà chảy máu não nghĩa là vỡ mạch ấy, là tuyệt đối không được sử dụng nữa. Đấy. Thế nếu mà tắc mạch mà vỡ mạch máu mà sử dụng cái ăn cung này hạn là rủi ro rất là lớn. Đấy. Thế thì cái công năng của nó thì khá là nhiều, thì hàng nhập khẩu Âu sẽ đính kèm cái đường link về hướng dẫn sử dụng chi tiết cái sản phẩm này, quý vị có thể đọc ở trên cái đường link đó. Thứ hai là về cái thành phần cấu tạo. Về thành phần cấu tạo, nhưng mà trước khi về cái thành phần cấu tạo thì mình đi qua cái hình thức của hai cái sản phẩm này đã. Thì đây là cái sản phẩm hộp gỗ, thì nó có 10 viên ở trong này, thì mỗi một viên thì theo cái quy chuẩn mặc định của các nhà sản xuất Hàn Quốc, không chỉ là hãng này mà nhiều hãng khác nữa, là cứ mỗi một viên là 3,75 gram. Thế thì có những loại như là hộp gỗ hoặc hộp giấy 10 viên này. Đấy, ví dụ như hộp giấy là những cái hộp như này. Đấy. Của các hãng khác, đây là của Quang Đông thì là 10 viên. Đấy. Và đây hộp giấy này nhìn to thế này thôi nhưng là 10 viên, và trọng lượng thì cũng là
3,75 gram. Tí nữa sẽ bóc ra cho quý vị nhìn chi tiết đằng trong. Thì hộp gỗ nó rất là đẹp. Đây là tên của sản phẩm là Korean Wang Chiếu Sim Quân. Đây, thiết kế một cái khóa bằng con rùa hết sức là xinh. Nó như này thôi nhưng mà không không bị rỉ đâu. Đây là tem của nhà sản xuất. Đây là phía đằng sau. Phía đằng sau có hai cái lẫy giống như cái hộp này. Khá là đẹp, sang trọng. Đây là các thông tin bằng tiếng Hàn. Thì đây đây quý vị có thể nhìn thấy cái hướng dẫn sử dụng đây. Đây là cái ngày sản xuất và hạn sử dụng. Đây. Lot snow này là số cái này là số lô này. Cái này là ngày sản xuất này. Ngày sản xuất là 25 tháng 6 năm 2019. Thế thì cái hạn sử dụng của Hàn Quốc là đọc ngược. Nghĩa là 5 4 số đầu tiên là năm, hai số tiếp theo là tháng và hai số cuối cùng là ngày. Nghĩa là sản xuất ngày 25 tháng 6 năm 2019. Và expiry date là ngày hết hạn là ngày 24 tháng 6 năm 2022. Thế còn là đây là mã số mã vạch. Thế thì cái mã số này là do người đọc, cho người đọc, còn cái mã vạch này là cho máy đọc. Thế thì cái tác dụng của cái mã số mã vạch này nó chỉ có cái tác dụng là để chỉ cái xuất xứ hàng hóa thôi. Mã số mã vạch này là hoàn toàn không nhận biết được là hàng thật hay hàng giả nhé. Hiện nay là một số website người ta thông tin rằng là ít cái mã số mã vạch này là biết hàng thật hay hàng giả, thông tin như vậy là hoàn toàn không chính xác. Mã số mã vạch là hoàn toàn không phân biệt được hàng thật với hàng giả. Hàng thật hay hàng giả ở Việt Nam mình là một là chỉ mua với nhà phân phối uy tín, hai là 50-50. Thế còn về lát nữa sẽ đây là hộp gỗ này, ở đây là hộp giấy thì sẽ bóc ra cho quý vị nhìn thực tế. Hộp giấy có niêm phong đây, đây là hai cái niêm phong hai đầu của nhà sản xuất. Đây là cũng hướng dẫn mặt sau của hộp giấy. Đây cũng là ngày, đây là số lô này, đây là ngày sản xuất này, 17 tháng 3 năm 2020. Thì cũng mới nhập về Việt Nam được hơn một tháng, 16 tháng 3 năm 2023. Đây là cái hạn sử dụng. Ở đây là cái mã vạch. Đây, ba cái số đầu tiên là chỉ mã quốc gia, 880 là mã của Hàn Quốc. Bất kỳ một cái sản phẩm nào mà mã vạch là 880 thì có nghĩa là xuất xứ Hàn Quốc. 90133, 90133 đây là mã của doanh nghiệp, mã của công ty Apogon này, Apegon này. Thế còn 5825 thì ba bốn cái số này là số là mã vật phẩm, tức là mã của cái sản phẩm này này. Và số cuối cùng là số để kiểm soát, được tính toán bằng một thuật toán qua 5 bước rất là rắc rối. Đây là cái mã vạch. Mã số mã vạch. Đấy, thứ hai là về cái thành phần. Thì nguyên tắc của đã là nhắc đến các sản phẩm thực phẩm chức năng thì phải nhắc đến các thành phần của sản phẩm. Thế thì quý vị có thể nhìn thấy đây này. Đây là nhân sâm này. Nhân sâm là 112 mg này. Đây là cam thảo này. Cam thảo là 225 mg này. Sơn dược này 322 này. Da cừu này, da cừu là 79 này. Thế rồi là đương quy này, đương quy là 71 mg này. Thế này là 72 mg. Đây là, này là quả mơ. Cái chiết xuất từ mơ này là 72 mg. Thế rồi là 72 mg này. Đây là thực dược trắng này. Thực dược trắng 72 mg. Đây là mạch môn này. Mạch môn là một loại rất là hay. Bây giờ đây là 72 mg. Đây là hoàng cầm này, hoàng cầm 72 mg này. Đây còn này là phục linh này,
Phục Linh là 56 mg này, rồi Xuyên Khung này, Xuyên Khung là 56 mg, đây là hàm lượng ngưu hoàng này, cái này là quan trọng bậc nhất này, 14 mg đây là hàm lượng ngưu hoàng này, đây rồi là cái này là mật ong này, 1650 mg đây là mật ong này, 76 mg đây là nhung hiêu, cái này là nhung hiêu này, nhung hiêu là 76 mg này, bảy 76 mg là nhung hiêu rồi này, còn 11 cái này, 11 cái này, 11 cái này, 11 mg này là đây là các, đây là các phụ liệu này, cái này là glycerin này là 11 này, cellulo này là 11 này, mg này canxi này, canxi 11 mg này. Đấy. Thế 112 mg đây là cái này là thông hoàng này, thông hoàng 112 này. Thần cốc này, thần cốc 112 này, thông hoàng 112 này, 56 mg đây là thái hồ cũng là một trong những cái dược liệu cực kỳ quan trọng của ngưu hoàng. Thế còn 45 mg này là long não này, ngưu hoàng nào cũng có long não hết. Thế rồi là cái này là đi dịch là gì nhỉ, dịch là bách liêm này, bách liêm là 37 mg này. Là 10,6 mg này, đây là đường này, đường này là 10,6 mg này, 79 mg này, cái này là cái cây keo, keo, còn cái này là đi là đại đậu hoàng quyền, đại đậu hoàng quyền là 79 mg này. Thế rồi là kim bạc là 0,4 mg này. Phòng phong là 72 mg này, bạch chuột này 72 mg này, càn cương là 37 mg này, và cái cất cánh là 56 mg này. Đây là các thành phần của ngưu hoàng thanh tâm, ăn cung ngưu hoàng hoàng. Đây là cái hướng dẫn sử dụng thông tin của nhà sản xuất. Hai cái hộp này thì quy cách tương tự như nhau và thành phần thì cũng giống như nhau thôi. Đây, quý vị có thể nhìn thấy thành phần như nhau hết. Đây, khác nhau là cái hộp gỗ và hộp giấy. Bây giờ là mình xem chi tiết trong này nhỉ, xem cái sản phẩm cụ thể nó thế nào. Này phải bóc ra này. Đây, niêm phong nhà sản xuất. Ở đây chúng ta sẽ bóc một cái này ra xem nhé. Đây, mình bóc một cái hộp gỗ ăn tinh như hoàng hoàn. Thế thì quý vị nhìn qua thấy cái hình thức này gồm có 10 viên hoàn được đóng bọc trong cái hộp rất là đẹp, có niêm phong đầy đủ 1, 2, 3, 4, 5 này. Hai hàng là 10 viên, thế thì nhìn viên rất là to, nhưng mà trọng lượng là 3,75 viên, 3,75 gram. Đây là một cái viên của hộp gỗ. Ở đây là nhìn cái mặt của nó, quý vị thấy có hình con rùa, có thông tin sản phẩm Colin Hùng Hoàng Dưỡng Sinh Quân, cực kỳ đẹp luôn. Đây là tem niêm phong của nhà sản xuất, cái này chưa bóc. Đấy, hạn sử dụng là vừa ở ngoài hộp nhưng mà vừa dán luôn trực tiếp ở trên cái sản phẩm luôn. Hạn sử dụng là 24 tháng 6 năm 2022. Thế thì trong trong này là chứa một viên,
3,75 gram. Nhẹ. Cực kỳ lịch sự. Công nghệ in ấn là bao bì của Hàn Quốc thì phải nói là tuyệt vời, không thể chê điểm nào được, rất là thanh lịch. Cái hộp này mà dùng xong là sử dụng thêm được hàng nhiều chục năm nữa. Đấy, cái này mà có nhẫn có vàng nhé, cái bỏ vào trong cái hộp này mà đậy lại nó đẹp. Đây là hộp gỗ này, xuống ra sang hộp giấy. Chúng ta mở cái hộp giấy ra. Đây là cái lớp giấy bọc ở ngoài tránh xước. Công nghệ in ấn như thiếp mời, mạ vàng. Đây này, quý vị có thể nhìn thấy này, nó cũng tương tự như cái sản phẩm trong hộp gỗ, cực kỳ đẹp luôn. Đây, quý vị thấy nó cũng tương tự như này. Nhìn trong này chứa một viên hoàn, để trọng lượng là 3,75 gram. In cực kỳ sắc nét, in 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 chìm, in chìm. Đấy, dùng tay cạo cũng không thể xước được. Này là tem niêm phong của nhà sản xuất. Hạn sử dụng là 16 tháng 3 năm 2023. Đấy, thế thì một số lưu ý khác đối với cái sản phẩm An Cung như Hoàng Hoàn này. Là một số những lưu ý khác như thế nào. Lưu ý khác đầu tiên ấy, thì cái thành phần sản phẩm là khi nãy mà hàng nhập khẩu Âu đã trình bày với quý đại lý và quý khách hàng ấy là nắm được rồi, thì trong này có những cái một số những cái thành phần là chỉ để dùng có tính chất là hỗ trợ cái hoạt động chữa bệnh hiểm nghèo, chứ thông thường mà chúng ta sử dụng là nó cũng có độc tố đối với cơ thể. Đấy, cho nên là cái lưu ý thứ nhất là tất cả những người mà có cái dị ứng đối với bất kỳ cái thành phần nào trong cái sản phẩm mà vừa trình bày trên đây này, đấy, ví dụ như là nhân sâm, cam thảo, sơn dược này, da cừu, đương quy, quả mơ, thực dược trắng, bạch môn, hoàng cầm, phục linh, xuyên khung, ngưu hoàng, đấy, cái 14 mg là ngưu hoàng này, đấy. Đây này, đấy, ngưu hoàng, đấy là 14 mg, đấy. Thì đây là thành phần chính nhất của cái sản phẩm này. Nhung hiêu. Nhung hiêu thì hơi nóng một chút, để mật ong, thần cốc, thông hoàng này, thái hồ, long não, bách liêm, đại đậu, hoàng quyền, kim bạc, cây keo này, phòng phong này, bạch chuột, càn cương, cất cánh. Đấy, một số những cái thành phần chính đấy. Thế còn ngoài ra cái phụ liệu thì chắc là cũng không thành vấn đề lớn. Phụ liệu thì nó có glycerin hoặc là cellulose hoặc là canxi. Thì những cái bất kỳ cái thành phần nào mà trong này mà quý vị có tiền sử dị ứng ấy, thì không được sử dụng. Cái thứ hai nữa là
những cái người mà đang đang mắc các bệnh mà liên quan đến chảy máu, tại vì cái này nó có tính chất là thông mạch thông máu mà, cho nên là nếu mà các mắc bệnh chảy máu chẳng hạn, máu khó đông vân vân thì không được sử dụng cái này. Hoặc là đang đang sử dụng cái thuốc chống đông máu thì không được sử dụng, và phụ nữ có thai là cũng không được dùng cái này. Thế thì cái hướng dẫn sử dụng đối với hai sản phẩm này thế nào? Thì đối với người lớn mà sau tai biến ấy, có nghĩa là bị tai biến rồi, bị tai biến mà chụp CT cắt lớp thì bác sĩ kết luận là do tắc mạch đấy, thì dùng được cái này. Chứ còn bác sĩ mà kết luận là do vỡ mạch thì sau đó cũng không không dùng cái này. Thì đối với những người mà sau tai biến hoặc là bị cái hội chứng liên quan tiền đình này, hội chứng động mạch vành, thì cứ uống một viên trên một lần trên một ngày, nghĩa là mỗi ngày một viên và uống một lần đấy, nhai trực tiếp hoặc là pha với nước ấm. Thế nhưng mà tốt nhất chẳng hạn thì cứ nếu mà không bị méo mồm hoặc là khả năng nuốt tốt ấy, thì tốt nhất là cứ nên ngậm tất cả các viên hoàn của Hàn Quốc hoặc là nói chung là viên hoàn đông y nói chung, thì để sử dụng tốt nhất chẳng hạn là tốt nhất là cứ ngậm và cho nó tan dần trong miệng. Thì đấy là đối với những người mà đã có cái tiền sử bị tai biến. Thế còn những người mà uống để phòng chống ấy, ví dụ như là bị rối loạn tiền đình này, đau đầu, thiếu máu não hoặc là tiền mãn kinh, vân vân, thì cứ sử dụng là khoảng 2 ngày dùng một viên, thì mỗi một đợt thì có thể sử dụng khoảng 5 hộp như này. Nhưng mà tốt nhất là hạn là riêng những cái sản phẩm này là cũng cũng không nên là tự ý sử dụng theo cái liều lượng mà nên tham khảo cái thông tin từ bác sĩ. Đối với một số cái trường hợp ví dụ như là bệnh nhân già hoặc là bị huyết áp cao, hoặc là bệnh nhân mắc bệnh về tim hoặc thận phù thủng, hoặc là đang đang sử dụng thuốc để điều trị, thì cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ, tham khảo ý kiến của bác sĩ và dược sĩ trước khi sử dụng. Thế còn những cái trường hợp mà bệnh nhân mà sử dụng cái sản phẩm An Cung Như Hoàng Hoàn này cho cái mục đích là hạ huyết áp ấy, thì cũng nên sử dụng theo cái chỉ định của bác sĩ. Tại vì là thông thường những bệnh nhân đấy là đang sử dụng những cái thuốc để hạ huyết áp khác. Nhưng mà sử dụng thêm cái sản phẩm này nữa là phải hỏi. Tốt nhất tóm lại là tất cả những cái trường hợp mà đang sử dụng các thuốc điều trị mà muốn sử dụng sang cái sản phẩm này thì cần phải hỏi thêm bác sĩ. Một số những cái trường hợp khác, những cái người ví dụ như là suy giảm các chức năng gan thận, suy giảm chức năng gan thận là phải cẩn thận khi sử dụng những cái sản phẩm này. Thế còn về cái hạn sử dụng thì lúc nãy thì quý vị đã xem rồi. Và lưu ý thêm một chút là cái sản phẩm này là nó không phải là thuốc và không có tác dụng để thay thế thuốc chữa bệnh. Cho nên là nếu mà đang bị bệnh rồi hoặc là thể nặng thì cần phải sử dụng thuốc chữa bệnh. Đấy, và hỏi ý kiến bác sĩ là có thể kết hợp thêm cái thực phẩm chức năng này để hỗ trợ các hoạt động điều trị cho nó tốt. Chứ còn nếu mà bị bệnh hạn mà dùng cái này để mà chữa được bệnh ấy, thì là không không chính xác, thì không thể chữa được bệnh. Thế thì hàng nhập khẩu ở Âu có thông tin như vậy. Thế thì hiện nay thì hàng nhập khẩu ở Âu đang phân phối rất là nhiều các sản phẩm từ chính hãng của An Cung Như Hoàng Hoàn của Hàn Quốc. Thì trong đó là có các sản phẩm như là 60 viên hộp gỗ hộp giấy của Samsung Phạc Ma, hoặc là 30 viên cũng của Samsung Phạc Ma, là 10 hộp 10 viên của Quang Đông. 10 viên của Quang Đông này. Là hộp màu đỏ như thế này, hoặc là các hộp bằng có chai nước, như là chai dạng nước, đây là dạng là viên hoàn, thế còn có những loại là chai dạng nước nữa, khá là nhiều các sản phẩm khác nhau. Quý vị có thể vào website của hàng nhập khẩu Âu, tên miền là hàng nhập khẩu Âu.vn hoặc là sâm nấm linh chi.vn, thì có thể thấy là rất nhiều các sản phẩm khác nhau mà của về An Cung mà hàng nhập khẩu Âu đang nhập và phân phối. Đây là dạng nước này, cũng là hàng của Quang Đông. Đây là viên, đây là hộp màu xanh, đây là tặng 60 viên, 30 viên, cũng là hộp gỗ của các hãng khác. Thì trong đó là có thể nói là thị trường trong nhiều năm nay là nổi tiếng bậc nhất là chính là cái An Cung Như Hoàng Hoàng Samsung này, Samsung Gun J1 này. Thì đây là một cái sản phẩm hàng nhập khẩu, cũng đã có một cái clip trình bày về cái sản phẩm này rồi. Lượng view rất là lớn, 24.000 lượt truy cập về cái sản phẩm này.
Đây, quý vị có thể xem cái video đính kèm theo sản phẩm và công dụng của từng loại một. Thì quý vị có thể xem lưu ý, có thể sử dụng mua các sản phẩm 60 viên hoặc là 30 viên hoặc là 10 viên như này. Có loại là hộp gỗ, hộp giấy. Đây, như thế này là hộp gỗ. Biếu tặng là rất là lịch sự. Hộp giấy, ở đó tất cả đều có kèm theo túi hết nhé. Đều có kèm theo túi hết. Cũng như là cái sản phẩm này thì cũng có túi kèm theo. Đây, túi kèm theo rất là lịch sự, hơi to tí. Đây, quý vị thấy này, biếu tặng rất là tuyệt vời. Đây là thông tin này, đây là Biome Apicol là công ty sản xuất. Thế còn đối với hộp gỗ mình có cái túi như này. Túi màu xanh. Đây, như thế này. Có một cái bọc nhé. Đây có một cái bọc như này. Để đảm bảo tất cả các hộp đều có cái bọc như này hết để đảm bảo đỡ xước. Quý vị có thể nhìn thấy này. Đây. Tất cả các hộp mà gỗ là đều có bọc mà hạt nổ. Thì bình thường thế này thôi, nhưng mà khi bọc, khi mà vận chuyển đi thì hàng nhập khẩu sẽ dán dán cái băng dính ở đây. Và quý vị nào cần có tem niêm phong thì hàng nhập khẩu sẽ dán niêm phong vào đây như thế này. Đấy. Đấy, hết sức là lịch sự. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy rất là tuyệt vời. Rồi, hàng nhập khẩu Âu xin chào quý đại lý và quý khách hàng. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Xin quý vị đại lý và quý khách hàng vui lòng like để chia sẻ rộng rãi video này đến cho những người thân của mình để biết sử dụng cái sản phẩm tốt, và bấm vào đăng ký để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo mà hàng nhập khẩu Âu sẽ đăng lên trên mạng nhé. Xin trân trọng cảm ơn.